Ok, bây giờ ông bấm gì đi. Ok, bây giờ first thing á, ông bấm vô cái list program nè. Là nó để cho nó vô rồi hả? List program nè, xong rồi vậy cái chưa? giả sử á, bình thường á mà cái highlight ở đây cái gì? Mình phải cho cái highlight nó xuống cái ồ nè. Ok. Ok. Xong rồi bây giờ ông bấm receive trước. Bấm đi. Bấm receive thì nó sẽ có quay đi. Ông boot cái lúc này ra. Bấm reset đã. Reset. Ok. Khoan từ đây đã. Vô ông bấm list. Ok, bấm vô receive trước. Ok, nó ra ngoài sao á, biết cái program nào mình cần. Nè không phải nè. Này là cancel rồi. Cancel đi. Nó cancel đi. Cái đợt cũ rồi, cái screen nè, rồi, chưa có được, tháo ra. Rồi, ok, bây giờ nó có chữ accessing là biết dưới viên đang vô đó. Ừ, đang vô, nó đang gặp thôi. Okay. Ok, chọn đó, đó. Là kìa. Rồi, bắt đầu không, vô. Không, lúc này là chỉnh xuống rồi. Rồi, rồi, rồi. Cái này chỉnh xuống, cái này chỉnh lên. Rồi, bấm okay. Start. Rồi, start. Rồi, vô kìa. Rồi, bây giờ nó vô rồi nè, thấy không? Okay. Thì bây giờ nó vô đó. Ok, rồi mình chỉnh xuống. Rồi, bây giờ ông bấm memory. Memory. This one, memory. Memory. Ok, memory. Ok. And maybe... Đó, bây giờ ông có thể check cái đồ RAM của ông nè. Ông đó. Thử đi. Đó, rồi bây giờ bấm reset thử coi nó về đầu không? Bỏ cái con đòi nó cứ quẩy cho mình luôn. Tự mà lấy, tự bỏ vô luôn. Reset. Reset thì lấy làm gì? Reset để cho nó về đầu á, để mình không có muốn nó chạy ngay chính giữa, hiểu không? Rồi memory. Nhưng mà nó vẫn vậy thôi, mình phải quay về thôi. Rồi sao nữa? Bấm lên nữa đi, bấm lên cái từ chữ O thì lúc nào á mình muốn check cái raw RAM của mình, lúc nào mình cũng phải cho nó về đầu hết. Ok. Hiểu không? Nó không có được nằm chính giữa. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử. Ừ. Bấm vô cái gì rồi Hải? Selling wrap 2 time. Hai lần. And then put the dry run. Dry run. Dry run. Ok, and then see cái chữ này. Rồi bấm thử circle star coi nó chạy không. Đó, rồi bây giờ cái này nó sẽ start cho ông. Cái chữ bờ gì nhỏ vậy? À, cái chữ bờ này hơi bị ốm đó. Trời ơi, cái chữ này ông chưa phải cách gì đâu dữ vậy không? Cái chữ bờ này nó hơi bị ốm đó, hiểu không? Cho ông chơi thoải mái mà. Chơi chữ của ông nó tùy làm sao nó cần rồi ý của ông làm sao. Okay. Nó vừa cái hình. Ok. Rồi sao nữa? Ngồi. Ok, bây giờ tôi sẽ cho nó chạy thử như bây giờ luôn nè. Chạy thử. Check cái gì chứ? Right now tôi sẽ cho nó chạy thử. Ok, vô bấm no. Mình chọn offset cho nghe tới cái tâm okay. Cho bây giờ nha. Quên mất tiêu rồi ta. Bây giờ mình bấm về cái hand chop. Ok, bây giờ giả sử tôi muốn cho cái tour nó chạy ngay khúc đó. Ok. Rồi bây giờ position no, offset. Where offset? Offset. Offset. Go offset. Ok. All right. Go highlight X. Highlight X. No, G54. Ờ, đang G54. Ờ hả? Rồi. Highlight X. Rồi. Bấm Park Zero Set. Park Zero Set. Ok, that mean là ông muốn cái mũi dao đó là ngay điểm đó là điểm không luôn. Ủa chứ không, mình không có chọn tâm cho cái tờ giấy nữa. Thì tôi chạy thử thôi. Why? Y rồi park zero set see and then nó sẽ chọn lại cái điểm này nè. Đúng rồi, and then G must be zero. G zero nữa. No, G right here. Làm rồi bấm zero. No, we need G 54. This is work zero. Work zero that mean G 54. Bấm zero. Bấm không thì sẽ là offset được mà. Zero. Chấm hả? Đấy. Kì vậy. Bấm ờ
Không thôi gì thôi, bây giờ lấy offset 60 đúng không? À. Thì bây giờ mình bấm 0.560 xong rồi mình bấm delay. Ờ ví dụ như là tôi là 5 chấm, tôi bấm right. Thì rồi right nào, bây giờ tôi muốn cho nó về không phải không? Thì mình sẽ minus 5 void. Rồi, and bấm right and then need to be 0. Maybe 0 F1 phải không? 1 void right 0 void, let's see F1. So F1 maybe we change, we don't need to like plus or minus. Right now you can try it. So right now you need to move up the Z 3 inches. No. Yes. See? No, wait. So right now we have the X and Y and G0. Mà cái đó là cho cái gì? À. Cho cái tool hả? Okay, rồi right now to make the merge. Để mà làm cho cái machine này nó chạy á, bây giờ ông phải thêm một cái nữa là offset. Go to offset. Offset nhưng mà cái này là đang cho cái gì? G54 right here. Là cho cái chú hả? G54 and G90. Là. So okay. Offset now. All right, easy 2-1 right? So you need right now I will call that position in offset tool. So go to the tool offset measure. Put the number right here. Put the tool set measure. Okay, you see the number right here? The position. You see this one? The machine always check the number right here to make the offset. Always the machine. So right now if you see minus 6 point, but you check the offset right here, minus 5 may be wrong. Okay? So you need when you put the tool offset measure. So you need to go to position right here and then you check the machine, is that correct? Because this number, right? This number, where it's come from? It's come from the it's come from the machine. And the G54 where? Offset đâu mất rồi. Okay. And the G54, you see, minus 14 and 0.5. When I put the position right here, see. So when you run the machine, that means you run the G54, this number right here. But when you take the work speed or the offset, they check the machine, only machine, okay. So when you take someone like offset G54 and the tool length offset right here, so on way write out the number and then go back to the position, check the machine. Okay, if the number is correct with this one, that means you good, and then right now you can run the machine. Okay, and make sure on way Z 0. Okay. So we have like two way right here, maybe 5 point, or you can minus 5 point and then come back to 0, or someone to 3 point. So you just put the 0 and F1 and then it's come back to 0. Okay, understand? No. Okay. Bây giờ tắt hết đi. So, bây giờ nó làm trước này hả? Tôi nói cái này trước ta. Right now I want to do again. Okay. So right now I want to bây giờ tôi muốn ông về hôm máy. Ông put vô power up restart. Okay. And then the machine move up to 0. See? Okay. Because this you see rapid move right here, 5%. So you put like 25%, that's mean. See? Ủa sao cái thu nó bị kẹp đó rồi? No. Cái thu lại hết. Yeah. And then go X and Y 0. See? That mean you want this one power up, you mean go home position of the machine. Okay. So you see the number right here? 0. See? 0 machine. So that mean home.
And then right now, home machine position, huh? Right. Okay. Home machine. So right now, you put the emergency stop right here. Put it. And then you put the power up. That means you turn off the machine. And right now, go back to. No, ra ngoài sao đi. Okay. Right here, the power switch. Right here. Turn up. Off right now. Yeah, turn up. No. Count the lock way. Good. And then this is the valve for the air. Okay. So right now you wanna run the machine. Okay. So you need to open the valve first. Open and turn on the main switch. Turn on the main switch right here and then go to the front. Okay, go to the front and then right now just release the catalog wire and then power up. Okay. Rồi, bây giờ ông bấm reset 2 lần. Ok, xong rồi ông bấm thêm cái này. Bởi vì ông muốn tất cả phải về home á. Tất cả phải về không hết. Ok, nếu mà muốn check á, vô đây. Bấm vô đây, muốn check. Xì cái số machine này. Thì coi nó có về home chưa. Nhớ không? Cái gì là từ đâu tới đâu? Cái G này là G0. Đó, giờ chạy đó, G0 là cái mức mà nó đang nằm tối đa trong đó, đó không thấy chưa? Nhưng mà cái này á, là nó gọi là gì? Machine home. So remember right here. Power up. Ý là cái này á, là ông muốn cho cái về machine home. Machine home right here. Okay. Always close the door and then the machine mới có chạy được á. Okay. Hiểu chưa? Okay. Xong rồi open the door. Open rồi đó. So right now. Ok. Chết nghịch được cái machine trước đi. MGI. Vô rồi. Rồi MGI đó. So delete. Xóa hết đi. Xóa cái nào? Xóa hết toàn bộ. Delete. Ok. So I want you turn on the spindle. The spindle. Not the spindle. Yeah. S. 500 500 M3 EUB EUP envelope insert right and then you see right here and then move the this one go to right here no see and then put the circle stop close. And then cycle start. Cycle start này sao? Có nghĩa là khi mà mình bỏ cái này vô mình chạy thử rồi hả? Ừ, không. Bây giờ tôi muốn quay cái vòng quay đó 500 bấm đi. Rồi. See, right now the spindle C, right? Okay, bây giờ so you wanna stop không? No. Okay, you wanna stop, right? So you delete it. Có delete gì hả? Uh-huh, delete thử coi. So M5. Put M5. Put M5. M5 and right now no way alter you see right here change see and then boost circle star and then stop the spindle right rồi mình muốn nó ngừng giữa chừng thì sao reset thôi cứ nhấn reset là tự động nó ngừng giữa chừng yes but you are RAM you need to remember M5 okay so turn on the spindle again. Okay. Vậy là S 3 500 M3 put alter you see right here Jen see cycle star see and then I wanna stop the spindle M5 alter and then move highlight go here and then delete it and then bump cycle star good see right now. Okay, forget it.
I wanna change the 2-1. 2-1. T1. T1. M6. Older. Okay, cycle start. See? Okay. Okay. I want you open the door right now. Okay. Move the tip of the tool, go the center. Move it. When you move it, go to hand job. No, just demo. So right now you play the machine, not run. Okay, go to hand job. On way, when you want to move the table out, go minus. But you see the right hand rule, X, Y, Z. Right here, go right here, X, Y, Z. So I want to move the table outside on the right, so X. Okay, right here they tell you 1,000. Okay, 10,000. This one 10,000. This one 100,000. No, bấm thôi. No, minus. Only minus. No, you see. So you want the spindle move right here. So the table move on the right. The table move, not the spindle move. Right? Từ từ để tôi coi. Nó phải nó đi ngược cái bên kia. No. Nó đi ngược cái bên kia. Don't confuse, right? You just imagine the spindle move. You control the spindle, not the control the table. Okay? So right now, look my hand, right? You want the spindle go to the left. So the table must move to the right. Okay? So the minus right here for the spindle. See? On way. No, để tôi play với cái hand đó. À. But when hiểu không? Hiểu. But wait. Listen. When you humble position, but you try to minus over travel, you make the trouble, okay? Okay. On way when the humble position, remember minus. Okay? And right now play with the white. Okay. Okay. Move out. Let's close the door. Home position again. What is the number? What is the bottom? Where is the home position? Where? Good. Put it. And then right now, the machine automatically go to the home position. So wanna check it, the machine right here is zero. Okay? Right now, if you want to move the X, right? So go to hand job. Hand job. And then, remember you move the spindle, not move the table, right? So the table on way, you want to move the table out. On way minus, remember, right? That minus, go to minus. Okay. Okay, I wanna slow the table. Okay, right now, try it. See? I want to move fast. I want to move more, faster. So right here, what's the name of this one? Okay. Good, over travel. Alright. Not stop. Okay, because this one, the table, they have a sensor. When you move over travel, they cut the electric, okay? See? But never move the over travel, okay? Okay. So right now? Okay. Right now, I want you to change the tool. Go up. 2-1. No, MDI. Oh, MDI here. On way MDI. No, MDI. MDI.
See? Two one already, but I don't want you to use it. Delete it. Okay. T1 M6. No. Look. T1. No, delete. Delete. Cancel right here. Okay. T1 M6. End of block. On way. Okay. Insert right here. Okay. Cycle start. On way, close the door. Okay, right now, your mission, right? Move the tool, go to the center of the paper. Move the tool, handle job. Có cần cái gì là MDI được không? No, move the tool, handle job. Open the door. Open the door, yeah. Move the egg first. Okay. On way minus, remember. Okay. Move the wire. Okay. No. See. Don't jog it, okay? On way look and then play it. Okay. The machine can rust if you don't look. Okay. So I want you to move the Z. Go distance 1 inch. Of the park and move. Okay, you see right now very dangerous, right? I want to move slow. Okay, when you nearly to the park, you need to right here. You see, one increment right here. They 1,000, but if you choose this one, 10,000, one increment, one divide is 10,000. I wanna check it, right? So I see right here, 10,000, right here, maybe 4 or 6. See right here, the number right here. See, but I want to change like 1, right here. You see the number right here. See, 1 increment right here, 1 divide. That means like this, control it, play it, okay. But when the far from the park like this, you can use right here, okay? You see very fast, you can control it. So, more slowly. Okay, just lay it. See? After nearly to the park, and then you move slow. Always slow. No rush, okay? And make sure, go down, might not. Go up, plus. Try it.